Xin kính chào toàn thể quý anh chị nhà đầu tư cùng toàn thể các bạn đã đến với kênh của Thành Đạt Bất Động Sản. Trước mặt anh chị đây đó là cái dự án Aqua City Hạ Long, là một cái tổ hợp khách sạn boutique nghỉ dưỡng kết hợp với giải trí duy nhất tại thành phố Hạ Long do tập đoàn Beam Group làm chủ đầu tư. Và tọa lạc của dự án ba mặt giáp với cái vịnh Hạ Long và hồ cảnh quan, thuộc bán đảo 1 khu đô thị Hạ Long Marina, thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Với tổng diện tích lên đến 9,1 ha, quy mô gồm 307 căn suất theo cao 6 tầng, với cái mật độ xây dựng là 27%, với 60% diện tích dành cho giao thông và cây xanh, bao gồm các loại sản phẩm đó là khách sạn boutique và suất theo. Và với cái hình thức bàn giao đó là xây thô hiện mặt ngoài và sở hữu là sổ đỏ lâu dài. Khu vực bãi cháy thì đã được quy hoạch dự án gần như là hoàn chỉnh. Và ở Aqua City Hạ Long là một trong những cái dự án mà cuối cùng trong cái khu vực có cái bãi biển đẹp nhất ở Hạ Long. Đây cũng là một cái kênh đầu tư khá là an toàn dưới cái sự bảo hộ của chủ đầu tư khá là uy tín, cùng với thương hiệu là hàng đầu ở thế giới. Như là có New World hay là Salin Club, thì chủ đầu tư Beam Group đồng hành cùng với những cái đơn vị phát triển rất là uy tín của thế giới để khai thác vận hành cũng như là cùng tìm một cái đơn vị phát triển dự án để đẩy mạnh cái thương hiệu ở đây. Nằm ngay kế bên vị trí của dự án Aqua City Hạ Long tại bán đảo 1 thì chúng ta đang trên đường đi sang bán đảo 2, cũng là thuộc khu đô thị Hạ Long Marina của chủ đầu tư Beam. Giới thiệu với anh chị, đây chính là khu dự án Harbor Bay. Thì dự án Harbor Bay với những cái shop house liền kề mang phong cách Địa Trung Hải của Beam Group thì được dự đoán sẽ làm nóng cái thị trường bất động sản tại Hạ Long. Với cái tham vọng mà biến bãi cháy thành một cái Địa Trung Hải tại thành phố Hạ Long thì Beam Group cũng đã dành rất nhiều cái tâm huyết về mặt kiến trúc cho cái dự án Harbor Bay này. Với cái địa hình là các ngôi làng ven biển Địa Trung Hải ở trên đồi cao và nhìn ra biển tại dự án Địa Trung Hải của Beam Group, bao gồm các hạng mục như là biệt thự, shop house, khách sạn mini, nhà hàng phong cách Địa Trung Hải hay là bãi tắm nhân tạo. Thì Harbor Bay tọa lạc tại bán đảo 2, khu đô thị Hạ Long Marina với những cái shop house có ưu thế vượt trội về tiềm năng phát triển mạnh trong cái tương lai. Tại vị trí thì cũng kết nối vô cùng là thuận tiện với bãi biển nhân tạo hay là bến xe bãi cháy, khu vui chơi giải trí quốc tế Tuần Châu hay công viên Hạ Long, rạp chiếu phim, khu ẩm thực, chợ đêm, bãi biển Marina Bay. Thì vị trí cũng vô cùng đắc địa, kết nối rất nhiều cái tiện ích xung quanh. Chỉ tính riêng cái số dân của khu đô thị Hạ Long Marina này thì cái cơ hội kinh doanh cho các chủ shop house đã rất là lớn, mà chưa kể là cái lượng khách từ các khu vực lân cận và đặc biệt là khách du lịch. Thì ở đây có bến cảng, quảng trường thời đại hay là khu nhà phố thương mại, tiện ích nội khu ngoại khu như là bến du thuyền cũng đang được triển khai trong thời gian tới. Nằm kề ngay trước mặt anh chị đây ạ, nằm kề ngay dự án Harbor Bay chính là cái tòa tháp 40 tầng biểu tượng ở Quảng Ninh, đó là dự án Alacat. Dự án cũng được xây 40 tầng và hiện tại là dự án được coi là tòa nhà cao nhất ở Quảng Ninh, cao 40 tầng. Đây chính là bãi tắm nhân tạo của chủ đầu tư Beam Group. Đấy, trước mặt anh chị đây, đây chính là cái tòa nhà Alacat rất là đẹp và đang được hoàn thiện rồi, cũng chuẩn bị được bàn giao cho khách hàng vào cuối năm nay. Chúng ta có thấy một vị trí vô cùng đẹp, bãi tắm trước mặt
đối diện với một cái dự án nhà biểu tượng cao 40 tầng và nằm ngay cạnh Alakat này chính là dự án Itaecon, một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất quốc tế về vận hành khách quốc tế, thì cũng đã lựa chọn chủ đầu tư BIM mà tại bán đảo 2 là nơi mà để họ xây dựng vận hành. Thì chứng minh chứng cho một điều đó là khu đô thị Hạ Long Manila vừa chủ đầu tư BIM tại các ba bán đảo 1, 2, 3 thì thực sự là vô cùng tiềm năng. Với cái sự phát triển vô cùng như này, rất là lớn mạnh của chủ đầu tư BIM Group, thì em Đạt tin chắc rằng trong tương lai thôi, thì khi anh chị nhà đầu tư sở hữu đầu tư một căn shop house hay khu liền kề ở đây thì có, hay là hoặc là một cái căn hộ mặt biển ở đây thì có một cái giá trị tăng lời cũng rất là cao ạ. Đấy, em xin cập nhật tiến độ mới nhất để gửi anh chị. Xin cảm ơn.